Và kính thưa quý sư, trả lời giúp con các câu hỏi sau đây vì con không thể tìm được trong Tam Tạng Kinh điển. Các chi phần của giới tại dâm mà sư Hạnh Tuệ nêu lên trong bài giảng về giới tại dâm được trích cụ thể trong Tạng Kinh, Tạng Luật hay Tạng Luận, và trong Tam Tạng Kinh nào trong Tam Tạng Kinh điển ạ? Đây có phải điều khác biệt cần lưu ý giữa giới tại dâm dành cho cư sĩ và giới hành dâm dành cho tu sĩ không? Thưa với quý vị đó, cái phần mà những cái chi phần ở trong cái giới tại dâm á, là sư trích từ ở trong Tạng Luật. Quý vị có thể thắc mắc là ủa Tạng Luật như vậy thì nó dành cho tu sĩ, nhưng mà quý vị nên nhớ là có một vài cái chi phần á, là dành luôn cho cả hàng cư sĩ. Có những chi phần dành riêng cho tu sĩ thì sư không nói, nhưng mà những chi phần dành luôn cho cả cư sĩ thì sư sẽ nói. Chứ mình đừng có nói là ủa cái này cho mấy ông sư chứ còn đâu có dành cho mình, sai. Quý vị có để ý không, là trong các cái bài kinh Đức Thế Tôn đều nói là này các tỳ kheo. Nếu như vậy thì không lẽ là tất cả các bài kinh chỉ dành cho tỳ kheo, còn cư sĩ là không có dành cho cái bài kinh đó hay sao? Không phải như vậy ha. Mà cái bài kinh là dành cho cả cư sĩ lẫn tu sĩ cũng vậy đó. Trong các cái giới đó, có những cái chi phần mà có thể áp dụng được cho cả cư sĩ lẫn tu sĩ. Quý vị chờ xem một tí xíu để sư chỉnh lại cái mạng để coi coi nó có khá hơn không. Tại vì trời mưa, quý vị thấy mỗi lần trời mưa là mạng nó chập chờn. Là câu hỏi thứ hai. Có phải điều khác biệt cần lưu ý giữa giới tại dâm dành cho cư sĩ và giới hành dâm dành cho tu sĩ? Thì như sư nói đó, cái giới những cái chi phần mà có thể xài luôn chung cho cả cư sĩ và tu sĩ. Còn quý vị nếu mà hỏi là cái sự khác biệt thì như thế nào? Cái sự khác biệt á, thì nó y chang như là cái giới tại dâm của năm giới và cái giới hành dâm của Bát Quan Trai Giới vậy đó. Nó y chang. Tức là những cái chi phần nào mà áp dụng cho cái giới không có hành dâm trong Bát Quan Trai đó thì đều áp dụng cho tu sĩ. Mà tu sĩ thì nói nó kỳ. Tức là ở trong cái giới của cư sĩ, trong cái giới của cư sĩ thì không có nhắc đến vấn đề đồng tính, nhưng mà ở trong cái giới của tu sĩ là luôn cả có nhắc tới đồng tính luôn. Cho nên nếu mà quý vị bắt buộc là cứ phải có cái gì đó để khác thì sư đành phải lôi cái này ra thôi. Rồi còn một cái nữa là nó khác là như vậy.
là ở trong cái giới mà của cư sĩ á, thì không có nhắc tới tử thi. Tử thi từ nguyên còn nguyên cho đến khi đã tan hoại còn khúc xương. Đó, nói như vậy thì quý vị nghe quý vị thấy nó hơi kỳ. Chính bởi vì như vậy thì những cái này nó nằm ở trong cái giới của tỳ kheo. Thì chỉ có tỳ kheo thì mới tính tới cái vụ này thôi, tính chi ly tới cái mức độ này. Còn với cư sĩ thì không có tới mức độ đó. Con muốn tìm đọc rõ bài kinh kể về một người Đức Phật bảo học thuộc lòng bốn câu kệ cũng không được. Nhưng sau Đức Phật hướng dẫn ông chỉ quán hơi thở vào ra thì ông cũng đắc quả. Con muốn hỏi tu quán 16 hơi thở này có phải là một cách định quán song tu không à? Quý vị nhớ nhớ đầu nhớ đuôi râu ông nọ cắm cằm bà kia. Là ở đây thứ nhất là cái người mà quý vị nói một bài kệ bốn câu không thuộc là ngài Chun Lá Manh Đá Cát. Và cái sự tích của vị này quý vị có thể tìm mà thấy ở trong chú giải pháp cứu. Cả cái bài kinh đó cũng có thể tìm thấy ở trong chú giải pháp cứu. Còn mà nói về Đức Phật hướng dẫn, Đức Phật không có chỉ vị này theo dõi hơi thở. Nhớ giùm sư nha, Đức Phật không có chỉ vị này theo dõi hơi thở, mà Đức Phật đưa cho vị này một cái khăn tay, một cái khăn. Thì ở đây có hai phiên bản nào cũng không sao hết, nhưng mà không có phiên bản nào là hơi thở. Nhớ giùm chuyện này, một phiên bản là đưa cái khăn tay, một phiên bản là đưa cây chổi. Thì cái phiên bản đưa khăn tay á, thì là tẩy trừ cấu uế, cứ đọc đi đọc lại một câu đó thôi, tẩy trừ cấu uế, tẩy trừ cấu uế, tẩy trừ cấu uế. Còn cái phiên bản mà đưa cây chổi á, thì là cái câu là quét bụi trừ bẩn. Thì cả hai đều không vấn đề gì hết. Cái quan trọng là vị này khi mà thực hành như vậy á, thì vị này phát triển trí tuệ quán, nó không dính dáng gì tới hơi thở ha, cho nên là đừng có râu ông nọ cắm cằm bài kia. Và trong trường hợp của vị này thì vị này chỉ thuần túy là quán, nhưng mà vị này là cái kiểu quán trước chỉ sau, tức là sau khi quán chứng đắc được đạo quả thì vị này phát triển định cho đến khi mà chứng được tối thiểu là tứ thiền. Dựa vào đâu, căn cứ vào đâu mà sư nói cái này? Là bởi vì muốn hóa thông thì anh phải đắc tối thiểu là tứ thiền, thì vị này hóa được thông cho nên là kiểu gì thì cái định của vị này cũng phải đạt được tối thiểu là tứ thiền. Đây nó báo ngắt kết nối. Rồi. Bài kinh Sư Hạnh Tuệ giảng được làm người ít và khó như sừng bò so với lông bò, cụ thể là bài kinh nào trong kinh Tạng Nikaya? Nếu có thể các sư chỉ dùm con cách tra tìm các ý kinh có trong Tam Tạng kinh điển được dễ dàng. Thì ở đây á, quý vị hỏi thì sư thú thiệt là cái bài kinh thì không có. Cái bài kinh mà ví là cái người mà đi lên ít như sừng bò mà cái người đi xuống nhiều như lông bò thì không có. Hồi xưa thì sư cũng học đạo ở nơi sư Giác Nguyên. Thì sư khi mà sư nghe như vậy thì sư cũng không có cái lòng mà tra khảo, rồi khi sau này khi mà sư giảng thì sư vẫn nhớ như vậy rồi sư đem ra sư giảng thôi. Cho tới một ngày đẹp trời nọ, có một vị Phật tử hỏi sư Giác Nguyên về cái bài kinh này thì bị sư Giác Nguyên la cho một chập. Thì vị này mới đem qua hỏi sư, thì sư cũng cố tình sư tìm cả Pali nhưng mà nó không có ra. Thì lúc đó sư mới hết hồn. Có nghĩa là cái bài kinh mà ví dụ giữa sừng bò và lông bò, sư không biết là sư Giác Nguyên lấy ngài Giác Nguyên lấy từ ở đâu,
nhưng mà rõ ràng là trong Tam Tạng không có bài kinh này. Cho nên kể từ đó trở đi là quý vị thấy là những cái video sau này ấy, sẽ không có lôi cái ví dụ đó ra nữa. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở đây là nó có hai vấn đề. Một vấn đề ấy, nó cho mình thấy một chuyện mà sư vốn dĩ sư đã nói rồi mà sư vẫn phạm phải. Đó là khi mà mình giảng pháp lâu ngày, dù cho có là một vị trưởng lão, bởi vì sư đã gặp một vài trường hợp không phải là ngài Giác Nguyên không thôi, mà còn có cả một vài vị trưởng lão nhớ nhầm, tại vì giảng lâu quá rồi đó. Giảng lâu thì có khi là mình không có tra lại là cái nguồn của mình là từ đâu, cho nên là mình nhớ nhầm, rồi có thể là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Nhưng mà có một số trường hợp nó không nghiêm trọng thì cũng không sao, trừ những trường hợp nghiêm trọng là mình phải coi lại. Ví dụ như cái trường hợp mà nói là cái giới mà không có nhận tiền mà nó nằm trong 13 pháp đầu đà đó, phải coi lại. Nhưng mà cái ví von mà cái người đi lên đó, ít như sừng bò, mà cái người đi xuống nó nhiều như lông bò. Vốn dĩ cái hình tượng đó không sai. Bởi vì có một bài kinh tương tự như vậy, mà không phải một bài mà có hẳn một cái một cái phẩm gồm nhiều bài kinh tương tự như vậy. Cụ thể ở đây là Tăng Chi chương một pháp. Quý vị sẽ thấy Đức Thế Tôn ví dụ tất cả các hạng nha. Đầu tiên là Đức Thế Tôn sẽ nói nè, này các tỳ kheo, thật là ít là những chúng sanh, là những con người, những loài người sau khi thân hoại mạng chung được sanh về cõi người, cõi trời. Và thật là nhiều, rất là nhiều là những chúng sanh, những con người sau khi thân hoại mạng chung đi về các cảnh khổ. Rồi thật là ít là những chúng sanh ở cõi địa ngục sau khi thân hoại mạng chung được lên trở lại làm người. Mà thật là nhiều là những chúng sanh ở địa ngục sau khi thân hoại mạng chung là sanh về các cõi khổ. Tức là mình đừng có nghĩ xài mình hưởng hết cái quả địa ngục rồi là mình đi lên, chưa chắc nha. Có khi hưởng hết địa ngục rồi mình lại tiếp tục mình đi địa ngục tiếp. Rồi thật là hiếm là những chúng sanh là ngạ quỷ mà sau khi thân hoại mạng chung được sanh về cõi người, cõi trời. Mà thật là nhiều là những chúng sanh là ngạ quỷ sau khi thân hoại mạng chung đi xuống các cảnh khổ. Rồi thật là ít là những chúng sanh là loài bàn sanh sau khi thân hoại mạng chung được lên cõi người và cõi trời. Thật là nhiều là những chúng sanh là loài bàn sanh sau khi thân hoại mạng chung là đi xuống các cảnh khổ. Đó. Rồi tương tự như vậy đến các chư thiên, đến phạm thiên, rồi đến các cái loài chúng sanh nói chung. Tức là tất cả các cái hạng chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung thì hầu hết là đi xuống các cảnh khổ. Chỉ có rất là hiếm là sau khi thân hoại mạng chung là đi về cõi người, cõi trời. Chính bởi vì như vậy đó, cái ví dụ giữa sừng bò và lông bò nó không có sai. Chẳng qua là ở đây là nó không có, cái bài kinh nó không có. Nhưng cái hình ảnh ví dụ đó là không có sai. Còn cái bài kinh mà sư, những cái bài kinh sư vừa nói đó, là quý vị có thể tìm ở trong Tăng Chi chương một pháp. Còn quý vị hỏi là cái cách để tra tìm ý kinh đó, thì nó như thế này. Đầu tiên là mình phải biết cái keyword. Giống như quý vị tìm kiếm ở trên mạng, tìm trên Google đó, là mình phải có cái từ khóa. Thì mình tìm ở trong kinh tạng mình cũng phải có cái từ khóa. Rồi từ cái từ khóa đó mình sẽ tìm cái bài kinh tương ứng. Xin lấy ví dụ đi. Nó có một trang là digital. Ví dụ ở đây sạch nè. Sạch.
Ví dụ như bây giờ sư muốn tìm cái bài kinh nào nói về mẹ và cha thì sư phải biết cái mẹ và cha đó, đó là ở trong Pali là cái gì, ví dụ như Mata Pitu, mẹ và cha là Mata Pitu. Nhưng mà thường cái đuôi á, là nó sẽ bị biến cách, cho nên là sư sẽ sư kéo này xuống tí xíu, sư kéo kéo này xuống tí xíu, đây 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 đây, đây. Có thể quý vị thấy nó hơi đó. Mà tà bí tú, mà thường cái chữ cuối có khi nó sẽ biến âm, cho nên đó là sư sẽ bỏ cái từ đó rồi tìm tìm ở đây nè, trong tạng tạng luật, rồi trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi, tiểu bộ, Abhidhamma, đó rồi thì ở đây là có cái gọi là cái này là cái chánh tạng nè, chú giải và hậu chú. Thì nếu như sư cần tìm, chỉ cần tìm về cái kinh thôi đó, thì sư bỏ hai cái thằng này đi ha. Rồi sau đó sư bấm tìm. Đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, nó sẽ ra một loạt những cái bài kinh nào có nhắc tới đó. Ví dụ như tạng luật nè, rồi trường bộ nè, đó trung bộ, rồi tương ưng tăng chi. Thấy chưa? Đó. Một loạt những cái bài kinh nào có nhắc tới. Quý vị thông cảm ha. Tại vì nó thỉnh thoảng sẽ bị keo. Đây, thí dụ như sư bấm vô cái từ này đi, Mata Pitaro. Đó, rồi. Đây thì mình sẽ thấy này, đó, những cái bài kinh nào có nhắc tới nè. Bây giờ những cái bài kinh nào nhắc tới là nó sẽ hiện ở dưới đây. Đó, những bài kinh nào nhắc tới nó sẽ hiện ở dưới đây. Win là tạng luật, win là tạng luật ha. Còn mình muốn thì trường bộ đi, mình muốn biết là tăng chi thường mọi người thích tăng chi, mình muốn coi tăng chi nào mà có nhắc tới cái từ này, đó thì sẽ bấm vào tăng chi, đó nó sẽ nhảy ra, đó, nhảy ra tăng chi, rồi từ đó là sư biết cái bài kinh nào đó. Thì trong trường hợp đây là cái trường hợp mà quý vị tìm mà mình viết Pali, tại thường á mình tìm Pali là tìm chuẩn nhất. Còn nếu mà không biết Pali á, thì mình có cái trang là Sutta Central. SuttaCentral.net. Nó có cái này ha, rồi tìm ví dụ như mẹ và cha. Mẹ và cha. Đấy, nó sẽ ra. Rồi, đó, vậy đó. Rồi xong, chúng ta qua cái câu tiếp theo.